Dâu dâu dâu, ba con sâu, thật sự là anh em thế nào nhở? Tối nay muốn like lắm nhưng mà thật sự các bạn, từ cái hôm mà gì nhở, Việt Nam mình đứt cáp quang không vào nổi cái gì anh em ạ, à. Kể cả fake IP các kiểu đây các bạn, fake IP tất nhưng mà không vào được cái gì, kể cả server gì nhở, kể cả server Taiwan hay server Nhật mình không thể nào vào được. Muốn like anh em này, setup like hết rồi này này, đúng không? Setup like hết rồi nhưng mà mỗi tội là không vào được game, chịu chết, không biết làm thế nào. Thế thôi anh em thông cảm dùm mình nhá, có vào được game đâu. Thề ví dụ như ở vào game nó còn đỡ tức, đằng này không vào được một tí nào cả. Thế cả tối cứ ngồi lốc như này thôi anh em, nó đăng nhập vào được nhưng mà xong đến cái đoạn vào sau là chịu chết rồi. Bây giờ chỉ cần xét một cái thôi là xong, nhưng mà đây anh em nhìn này, thật sự muốn like lắm mà không nổi ấy. Nè kẻ vào trong nhá. Đây, hiện tại mình đang vào trong ác của thằng 633 Pro. Từ tối giờ mình có vào được đâu. Thề luôn anh em, hứa với anh em mà hôm nay like rồi. Xong rồi các kiểu chịu chết, không vào nổi ác. Đây, hai màn hình đây. Chuyển sang một cái OBS của mình bên này. Nghĩa là chỉ cần ấn cái gì nhở, bắt đầu phát luồng này. Anh em nhìn thấy không? Ấn bắt đầu phát luồng mà phát được ngay, nhưng mà rất tiếc là có vào được đâu. Đấy, không vào nổi, mình chịu chết rồi. Cái này là do mạng, do cáp quang ở đường truyền quốc tế thôi, chứ còn mình bất lực rồi. Cũng muốn like lên chém gió với anh em lắm nhưng mà bất lực thì thôi chịu thôi, anh em thông cảm nhá. Hẹn anh em vào ngày mai nhé, kiểu ngày mai chưa chắc mình đã like nổi. Mạng cái này like nó được các bạn đúng không, kẻ có vào được ấy thì đang chơi nó cũng đứt mạng. Thật sự với các bạn là nó cũng ức chế lắm, khó thật sự. Khoảng thời gian này thật sự là khó nhá, mọi anh em thông cảm dùm mình nhá. Ok, chúc anh em ngủ ngon nhé. Bye bye.